Birthday. Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, chọn mua trang sức là một trong những bài toán khó khi tạo dựng phong cách cho phái mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ là người xưa đã có quan niệm là những bộ trang sức như nhẫn, vòng tay hay dây chuyền là chỉ dành riêng cho phái nữ. Và giữa rất nhiều những phụ kiện dành cho nam, liệu bạn có thể lựa chọn cho mình được những phụ kiện phù hợp nhất? Và ngày hôm nay thì Đẹp 24/7 sẽ có sứ mệnh là giúp các bạn lựa chọn những trang sức phù hợp với trang phục của các bạn, từ chất liệu tới kiểu dáng nhé. Các bạn thân mến, xu hướng nam giới sử dụng trang sức đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ, khiến cho mặt hàng này trở thành một nét văn hóa đeo dùng làm đẹp cho bản thân, đồng thời còn là một dạng tích lũy tài sản. Bên cạnh đó, việc đeo trang sức có gắn ngọc quý còn giàu giá trị tâm linh, hộ mệnh và may mắn. Thêm vào đó nữa, đàn ông đã thành đạt càng phải thể hiện đẳng cấp của mình với những người xung quanh bằng việc đeo đồng bộ trang sức hay một, hai trang sức có gắn ngọc quý sẽ giúp họ trở nên sang trọng và tự tin hơn trong cuộc sống. Từ đó, sự nghiệp của họ có thể sẽ thăng tiến hơn. Các món bộ trang sức ngọc quý dành cho nam giới tại Bảo Tín Minh Châu với đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, chế tác tinh xảo, nhiều mức giá, phù hợp với nhiều lứa tuổi, gu thẩm mỹ, khả năng tài chính sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được món đồ mình yêu thích để sử dụng hoặc biếu tặng người thân. Và để quý vị có cái nhìn rõ nét hơn, sau đây sẽ là những bí quyết chọn trang sức nam đến từ Bảo Tín Minh Châu. Nếu như trang sức bằng đá quý như ngọc bích và kim cương là mảnh đất màu mỡ cho phụ nữ, thì những trang sức kim loại lại là một lựa chọn tuyệt vời dành cho cánh mày râu. Hiện nay có 3 xu hướng nhẫn nam được nhiều nam giới ưa chuộng và lựa chọn. Với thiết kế bản vuông, to và có trọng tâm, điểm nhấn là viên đá ở chính giữa của mặt nhẫn sẽ rất phù hợp với nam giới thích phong cách sang trọng, lịch lãm, nam tính. Những kiểu nhẫn có họa tiết độc và lạ cũng được lựa chọn phổ biến cho những nam giới thích cá tính mạnh mẽ và nam tính. Với thiết kế đơn giản hơn một chút, các dòng nhẫn nam gắn đá theo phong thủy hợp với mệnh sinh, năm sinh rất phù hợp với những nam giới thích phong cách cổ điển. 2. Vòng tay. Việc đeo những chiếc vòng tay nam đẹp có thể giúp bạn thể hiện cá tính, đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Hãy nhớ, với những bạn nam có cổ tay nhỏ, có thể lợi dụng việc đánh lừa thị giác bằng một vòng tay lớn hơn. Với những người có xương nhỏ, nên tìm một cái gì đó mạnh mẽ hơn nhưng đừng quá rộng và to bản. Ba, dây chuyền. Với dây chuyền, sự đơn giản, gọn gẽ và truyền thống là sự lựa chọn tốt nhất. Thường được thiết kế dày hơn so với của nữ, do đó đừng hiểu rằng bạn phải mua loại dây đeo cổ thật dày mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông. Nên chọn dây đeo phù hợp với ngoại hình. Nếu bạn có phần cổ to, loại vòng cổ có bản to và dày chút sẽ trông cân xứng hơn những loại dây có bản mỏng. Quý vị thân mến, vậy là thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Những người làm chương trình như chúng tôi rất muốn gửi lời cảm ơn tới quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Đẹp 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại. Để có cơ hội nhận được phần quà là một voucher trị giá 500.000 đồng từ nhà tài trợ Bảo Tín Minh Châu, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về fanpage Đẹp 24/7. Ảnh của bạn nào nhận được nhiều lượt like và share nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Chúc các bạn may mắn.